Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em cái cách mà đo cầu thang xoắn ốc. Đó. Và chia cái bậc cầu thang xoắn ốc như thế nào cho nó hợp lý. Đó. Ở video này thì mình sẽ cho anh em những cái các thông số. Và anh em sẽ nắm được cái thông số đó là anh em đi làm rất là dễ nha. Rồi, ok. Rồi, trước khi đo bậc và lấy được cái số bậc thì anh em phải đi đo nha. Ở đây mình ví dụ đi, cái mặt bàn của mình gọi là cái mặt sàn của chủ nhà nhá. Thì anh em sẽ đo đo phải bằng cái mặt sàn nhá. Anh em sẽ đo cái mặt bằng mặt sàn như vậy này. Đó, từ dưới cốt nền này đi lên bằng cái mặt sàn này nó sẽ là bao nhiêu nhá. Tại vì cái mâm nghỉ của mình nó sẽ bằng cái mặt sàn. Ok chưa? Đó, anh em cố gắng làm đừng để cao thấp nhá. Đó, cái bậc nghỉ của mình mà nó nằm dưới cái bậc sàn này là không được, thấp hơn cái mặt sàn là không được, mà cao hơn thì nhìn rất là kỳ cục nhá. Đó, cho nên anh em phải cố gắng làm cho bằng. Rồi thì anh em sẽ đo từ dưới cốt nền đi lên trên cái mặt sàn của người ta là bao nhiêu. Ví dụ mình ở đây ví dụ là 3 mét hoặc 3 mét rưỡi hoặc là 4 mét, thì bây giờ mình sẽ lấy trung bình là 3 mét rưỡi đi. Rồi sau khi đã có số đo của chiều cao thì anh em sẽ đo cái chiều rộng nha, chiều rộng của chủ nhà trừ là bao nhiêu. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ đưa ra con thông số cho ba cái thông số để anh em sẽ xác định vào đó và anh em sẽ biết được làm về cái bậc chia bao nhiêu nha. Thì ở đây khi chúng ta đã có được cái chiều rộng rồi, số đo chiều rộng chiều cao mình đã có rồi, thì cái bước quan trọng cuối cùng là anh em sẽ biết xác định đường nào là đường lên và đường nào là đường thoát ra, tức là khi mình đi lên nha. Đó, đi lên này và đi ra là lối ra là hướng nào nha. Đó. Rồi mình sẽ quay về cái cầu thang mô hình cho anh em dễ nắm rõ hơn này. Ở đây mình sẽ đi lên nha. Lối đi lên này là bên tay phải này, được chưa? Nó có hai hướng nha, sẽ có một hướng tay trái và hướng tay phải, thì thường thường đa số thì tay phải nhiều hơn nha, tay phải đi lên. Đó. Rồi khi anh em sẽ đi lên. Đó, đi lên và trên cái bậc nghỉ của mình đó, nó sẽ đi ra về cái hướng này, được chưa? Đó. Thì có những nhà ở đây mình sẽ cho là A đi, thì có những nhà nha, đó, nó sẽ đi ra về cái hướng B đó. Cái nhà này thì sẽ gặp nha, mà thường thường thì cứ đi lên phải đi ra vậy luôn, được chưa? Đó là cái hướng của mình. Đó, thì đây gọi là một vòng tròn. Đó. Rồi mình sẽ đưa cái cầu thang mô hình vào đây cho anh em dễ hình dung hơn nha. Thì đây là cái mặt sàn, thì hồi nãy mình nói rồi đó, mình đo rồi, thì dưới đất thì về chủ nhà muốn lên hướng tay phải này, được chưa? Đó, muốn lên hướng tay phải, được chưa? Thì lên chủ nhà muốn vào cái hướng này, ở đây sẽ có mình giả thiết cho hai hướng, 1 và 2, được chưa? Rồi bây giờ chủ nhà, trước tiên là chủ nhà muốn vừa hướng thứ nhất trước đi. Thì đây, khi mình vào là A, được chưa? Là vào thẳng luôn. Đó, bên này là nó sẽ là có một cái bờ tường rồi. Còn bên này á thì mình sẽ bắt buộc mình phải làm cái lan can rồi. Đó, đâm vào, được chưa? Nếu như bên này không có bờ tường thì bắt buộc mình phải làm cái lan can, được chưa? Hai lan can hai bên để đi vào lối A. Rồi bây giờ chủ nhà muốn là cái hướng số 2 đi, cái hướng bên kia, thì bắt buộc cái mâm nghỉ của mình nó sẽ nằm ở đây. Vì cái này lên tới đây là nó sẽ là 3 mét rưỡi rồi, không chạy đi đâu được hết, thì mình không có lên được nữa. Đó, thì ở đây nó sẽ bị thiếu mâm. Đó, thiếu mâm này thì mình sẽ giải thích sau. Đó. Rồi, ở đây về cái hướng này thì chắc chắn là nó sẽ vào hướng B. Đó, được chưa? Đó, nó sẽ vào hướng B. Thì cái đây ví dụ không có tường thì mình sẽ làm lan can. Ở đây chắc chắn là sẽ làm lan can rồi. Đó. Rồi anh em hiểu chưa ạ? Đó, thấy chưa? Đó, còn về thiếu mâm này thì mình sẽ có cách xử lý và giải thích cho anh em sau nha. Rồi sau khi chúng ta đã xác định được cái vị trí lên và đi lên và đi ra đó là xác định được rồi, thì anh em sẽ ví dụ cái bán kính của cái cầu thang của người ta là bao nhiêu, ví dụ mà anh em sẽ đo này, đây là thông số chuẩn nha anh em, nếu như anh em cứ lấy đó ra làm ví dụ là ok thôi. Đó, ví dụ thông số mà dưới 1m2 thì anh em sẽ rơi vào như vậy. Vì tại tường đây này, mình sẽ vẽ rõ hơn chút xíu nha. Đây ví dụ cái cầu thang mình, người ta sẽ có một cái bờ rào đi, bờ tường này, bờ tường hai bên này.
Đấy, lối này là lối mình để mình vào này, được chưa? Lối vào này. Đó, lối vào này. Như vậy cái cầu thang mình đó nó sẽ xoắn xoắn như vậy là cái trụ lúc nào cũng nằm chính giữa, được chưa? Đây là lối đi của người ta nha, chủ nhà. Đó, thì anh em ví dụ mà đo từ đây qua đây 1m2. Đối với cái nhà đây là cái hình số 1 này á, anh em để ý hình số 1 này là cái nhà mà dành cho cái nhà hẹp thì chúng ta sẽ 1m2 thì chúng ta chỉ làm được 1m1 vì tại bắt buộc phải có hở tường một chút xíu. Đó, ba góc này nó sẽ có hở tường và đây cũng hở cái lối đi của người ta, được chưa? Đó, cho nên cái ban của mình nằm chính giữa và trụ cũng nằm chính giữa, cho nên anh em làm khoảng tầm 1m1 đó là ok. Đó, tối thiểu nhất cuối cùng là 90 nha. À, 90 ví dụ 1m2 thì còn lại 1m1 đó, đó anh em đo 1m thì chắc chắn nó còn lại có 90 thôi đó, vì 90 thì cầu thang nó bật lên nó rất là nhỏ, rất là hẹp, cho nên cũng có thể làm được nhá, có thể làm được không có gì hết đó. Thì dành cái này là chia, đây gọi là chia 8, chiếm một cái bán kính của chúng ta là chúng ta sẽ chia 8, được chưa? 8 mâm đó. Rồi bây giờ qua vị trí số 2. Nếu như anh em đo về cái nhà người ta mà nó rơi vào vị trí là 1m3 trở lên. Đó, 1m3 trở lên thì anh em sẽ làm trung bình là 1m4, là cái này là vị trí, nói chung là cái mẫu số 2 này á, thì anh em sẽ chia cho mình là 12 mâm. Đó, nếu mà rơi vào con số này thì chúng ta sẽ chia vào 12 mâm. Được chưa? Đó, có nhiều anh em thì cứ lấy con số là 1m12. À, có lộn 1m20. Đó, thì nếu như mà làm cái cầu thang 1m20 thì cái đường lên cái mâm cầu thang mình nhỏ quá, nó hẹp quá. Đó, nó hẹp quá. Với lại cái một cái mâm mà phụ bì phía ngoài này nè. Đây, đây mình sẽ đây, phụ bì ở ngoài cái mâm này nè. Đó, phụ bì ngoài này quá nhỏ cho nên là người cái chân bước lên nó sẽ bị vướng víu nha. Nó không có được thoải mái lắm. Cho nên anh em cố gắng làm cho mình là 1m40 đi. Đó, 1m40. Đó. Và 1m40 này thì có cả trụ nữa, vì tại trụ nó mất của mình nó mất hết là 10 phân rồi. À, 110 thì mất hết 10 phân rồi, đúng không? À, 11 phân rồi. Đó. Nó mất hết 11 phân thì mình làm 1m40 thì cái mâm cũng nó cũng không còn bao nhiêu không. Nó còn khoảng tầm 6 mấy thôi, 64 thôi. À, 65, 64, 65 gì đó. Đó. Rồi, mẫu số 2 là xong thì chúng ta sẽ có thêm một mẫu số 3 nha. Cái mẫu số 3 này thì chúng ta sẽ chia 16 bậc. À, 16 mâm chứ, chia 16 mâm. Đó, một cái bán kính như vậy là mình sẽ chia được 16 mâm. Thì 16 mâm này thì dành cho những cái nhà mà siêu rộng. Đó, siêu rộng nhá, siêu thoáng mát thì chúng ta sẽ những nhà đó thì mình làm tự do rồi, không đáng ngại gì cả. Thì anh em sẽ rơi vào con số là 1m90 đến 2m. Đó, còn trụ là bao nhiêu, anh em muốn để bao nhiêu. Những cái cầu thang to này thì chắc chắn là trụ nó sẽ lớn rồi. Đó. Rồi, ba cái mô hình như vậy thì anh em sẽ nắm được, và nếu anh em nắm được thì anh em sẽ đi làm rất là dễ, được chưa? Rồi, đây là cái thông số dành cho là cái bậc cầu thang Sonox nha. Là nếu như mà cái cầu thang xương cá thì rơi vào con số là 16 đến 18 nha, là bậc cách bậc này nha. Đó. Và nếu mà cầu thang Sonox thì nó sẽ rơi vào là 17 đến 23 bậc cách bậc nha. Ở đây. Đây, đây là gọi là bậc cách bậc nhá. Đây là bậc này, từ mép này đi lên phụ bì của cái mép của cái bậc này. Đó, nó sẽ là 17 đến 23. Còn với cầu thang xương cá mà đi lên bình thường á là từ 16 cho đến 18 nha, là bậc cách bậc. Rồi. Rồi như vậy là từ 17 đến 23, đây là số chuẩn nha anh em. Anh em cứ làm theo cái cách của mình là nó sẽ rất là dễ dàng. Đó, ở đây mình sẽ lấy trung bình là 20, bậc cách bậc là 20. Thì bây giờ những con số này á thì mình sẽ nói rõ ra cho anh em dễ hiểu này. Nếu như anh em mà đo cái cầu thang từ 3m đến 4m thì anh em làm 17 bậc là ok nha, ok. Đó, 3m đến 4m, nếu như anh em chọn con số này thì nó sẽ rơi vào cái khung này hết, 17 bậc nó sẽ rơi vào con số này hết, được chưa? Đó. Thì cầu thang thì bắt buộc phải tính sinh lão bệnh tử nha. 9 13 17, tức là cách 4 bậc. Bắt đầu anh em tính từ con số 5 này. Đó, 5 là sinh rồi nè. 4 bậc là 13, cộng thêm 4 bậc nữa là 17. Đó, rồi tiếp tục là cộng thêm 4 bậc nữa thì nó sẽ là 23.
đó, cứ vậy thôi. À 17 thì 21 chứ, mình nhầm, thì là nó sẽ là 21. Đó. Là nó sẽ cứ rơi vào bậc sinh thôi. Đó. Nhưng mà cái bậc sinh này thì anh em sẽ chú ý cho mình. À, chú ý cho mình. Thì ở đây mình sẽ quay lại cái cầu thang mô hình cho anh em dễ biết. Đó. Thì cái bậc này gọi là bậc sinh. Đây là con bậc số 17 nhá. Đó, 17 này. Sinh. Về cái bậc nhĩ này. Bậc nhĩ này gọi là lão nhá. Đó. Đó, gọi là bậc nhĩ này gọi là bậc lão. Thì khi mà anh em đã có cái số đo dục cao thì anh em sẽ chia cho 18 nha. Ví dụ mình 3,5 m này, 3,50 m thì anh em sẽ chia cho là 18. Thì vì tại anh em sẽ chia cả cái bậc nhĩ nữa nha. Nếu như anh em mà quăng cái bậc nhĩ đi mà anh em chia cho 17. Đó, là con số 17 này nó nằm ở đây, nó sẽ chiếm cái bậc nhĩ của anh em đi. Cho nên anh em phải chia con số 18 nó mới đúng nha. Đó. Tức là lấy bậc là 17 là lấy bậc của những cái bậc bước gọi là sinh, tới bậc nghỉ này thêm một bậc nữa gọi là 18, gọi là lão nha. Lúc nào nghỉ ngơi người ta cũng gọi là lão, còn khi mà đi gọi là sinh nha. Đó, anh em để ý cho mình cái vụ này. Đó. Đó, như vậy là mình sẽ có là 17 bậc. Đó, như vậy là 3,50 m. Chúng ta sẽ chia cho 18 nha, 17 nhưng mà phải chia 18 nha. Đó, nó sẽ ra kết quả 3,50 m chia cho 18 thì nó sẽ được. Ok, như vậy mình đã có là 19,4 ly, đúng chưa? Đó, như vậy là rất là ok rồi, đúng chưa? Đó, bây giờ mình sẽ chia thử cái thằng 4m đi, 4m chia cho 18 đi và 3m chia 18 xem nó sẽ có được nằm trong cái số mà mình nói hay không nha. Rồi 400 nhân cho 10 chia 18 là được 22,2 ly. Rồi 3m chia cho 18 thì được 16,6 ly. Ok, như vậy là khi anh em đi đo cầu thang nha thì rơi vào con số 3m đến 4m thì chúng ta sẽ chia 17 bậc là nó sẽ ok. Đó, số rất đẹp nha. Ví dụ mà anh em đo cái cầu thang mà dưới 3m thì anh em sẽ chia cho 14 nha. Tức là trong đó là gồm có 13 bậc bước và một bậc nghỉ, tổng cộng là 14. Đó. Video này thì mình sẽ tạm gác lại ở đây. Thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà tạo ra một cái vòng tròn để mà chia cái bậc mâm. Ở đây mình tạo ra về cái bậc mâm thì mình sẽ không cần nhất thiết phải là nhân cho 3,14 gì cả nha. Mình sẽ có cái cách của mình và để cho anh em dễ hình dung ra hơn. Và nói chung là dễ hình dung về cái hướng đi và cái hướng kết thúc. Đó, cái quan trọng nhất là hướng lên và hướng kết thúc. Đó, nha anh em. Những cái hướng đó thì mình sẽ có một cái tỷ lệ ăn gian nhất định nha. Thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cho nó dễ hiểu hơn. Đó. Còn về giải thích về video này nữa thì nó dài cho nên anh em sợ anh em xem nó sẽ buồn ngủ nha. Rồi anh em nào mà vừa mới xem cái kênh của mình thì nhớ bấm vào đăng ký kênh và bấm vào quả chuông để sau này mình có đăng những video mới sẽ có thông báo cho anh em biết và anh em cùng xem. Rồi xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em lại những video sau.